Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án truy xét 524C, bắt đối tượng truy nã đặc biệt Thào Thị Chía, sinh năm 1994, thường trú tại bản Nậm Tần Mông, xã Ba Tần, huyện Sinh Hồ, Lai Châu. Ác phụ sát hại chồng bằng cây lá ngón Thào Thị Chia bị truy nã về tội giết người, chịu án phạt 8 năm tù sau gần 10 năm lần trốn, đã xa lưới. Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 4 năm 2011, Thao Thị Chía nghe theo lời dì tai của một người lạ về việc lấy chồng Trung Quốc thì sẽ được sung sướng, thoát khỏi vất vả. Ôm mộng lấy chồng ngoại, Chía nảy sinh ý định giết chồng của mình là anh Vàng Lồng Báo. Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2011, Chía nhổ hai gốc cây lá ngón, ngắt phần rễ mang về đun lấy nước rồi đổ vào một cái bát nhằm mục đích để khi anh Báo đi làm nương về sẽ uống. Trưa ngày hôm đó, anh Báo về nhà, đã uống hết bát nước độc rồi tử vong. Người đàn bà hiểm độc cạn tình tưởng chừng là mưu kế che mắt được cả thiên hạ, nhưng dưới sự mưu trí nhà nghề của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu, sau nhiều giờ khóc lóc rồi giáo hoảnh chối tội, Thao Thị Chía đã khai nhận toàn bộ tội ác. Ngày 20 tháng 9 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Thảo Thị Chía 8 năm tù giam về tội giết người. Thời điểm này bị cáo Thảo Thị Chía đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù, Chía đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định truy nã đối với Thảo Thị Chía. Đến ngày 12 tháng 11 năm 2014, cơ quan thi hành án hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng bắt được đối tượng Chía đang lẩn trốn tại xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Do đang nuôi con nhỏ, Chía tiếp tục được Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trong thời gian được ở nhà, những tưởng Thao Thị Chía sẽ nhận thức được việc tòa án chiếu cố, tuyên xử mức án rất nhân văn là để thị có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng với suy nghĩ nông cạn, Chía tiếp tục bỏ trốn lần thứ hai. Sau gần 10 năm kiên trì truy tìm theo các dấu vết về đối tượng, cùng với hàng chục lần gửi thư kêu gọi, vận động đối tượng đầu thú không có kết quả, các thi hành án viên đã phối hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng, xác định manh mối, nghi thảo thị trí đang lẩn trốn tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng truy nã, không để đối tượng tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật, có thể tiếp tục phạm tội mới gây nguy hiểm cho xã hội. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự đã tham mưu đề xuất Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án truy xét mang bí số 524C truy bắt đối tượng Thảo Thị Chía, đồng thời phối hợp với Phòng Tham mưu Công an tỉnh trao đổi đề nghị Cục Công an Châu Hồng Hà, Vân Nam Trung Quốc xác minh về đối tượng. Nhờ có sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình trách nhiệm của Cục Công an Châu Hồng Hà, Trung Quốc, Ban chuyên án xác định sau khi nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc, Thảo Thị Chía đã sử dụng tên giả là Thảo Tiểu Tài thay đổi năm sinh 1994 thành 1995 và đã kết hôn trái phép với một người đàn ông ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, ban chuyên án phối hợp lực lượng công an Trung Quốc đã phá án, bắt giữ thành công đối tượng Thảo Thị Chía. Hiện đối tượng Thảo Thị Chía đã được cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Lai Châu bàn giao cho trại tạm giam công an tỉnh để đưa đi chấp hành bản án theo quy định của pháp luật. Ngày 2 tháng 7, Công an huyện Xuân Lộc Đồng Nai đang điều tra vụ việc hai người tử vong bất thường trong căn nhà khóa trái cửa. Theo đó, nạn nhân là bà L, 50 tuổi và ông D, 45 tuổi cùng quê tỉnh Bình Thuận, hiện đang sống tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Thông tin ban đầu chiều ngày 1 tháng 7, người dân gần khu vực cầu Suối Cát, xã Suối Cát, người thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ một căn nhà khóa trái cửa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo chính quyền địa phương đến kiểm tra. Sau đó, công an đã đến hiện trường phá cửa vào nhà thì phát hiện thi thể bà L và ông D đang trong giai đoạn phân hủy nhận được tin báo công an huyện xuân lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến khám nghiệm điều tra vụ việc bước đầu xác định tại hiện trường không có xáo trộn bất thường nào nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ Ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an huyện Bù Đăng điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn 2 xã Đức Liễu khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 30 tháng 6, sau khi nhậu xong tại một quán karaoke trên địa bàn xã Đức Liễu, Nguyễn Văn Ninh, 32 tuổi, huyện Đồng Phú, Bình Phước, cùng Lê Trọng Thuận, 32 tuổi, huyện Bù Đăng, đi đến một vựa sầu riêng tại thôn 2, xã Đức Liễu để gây sự quấy phá. Sau khi bị những nhân viên làm việc trong vựa sầu riêng đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận được một số người bạn đưa về nhà. Tuy nhiên, tới 20 giờ 30 cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng để đánh người. Khi vừa tới trước cửa, thấy anh Trịnh Minh Tuấn vừa làm việc xong, đang từ trong vựa đi ra, Ninh liền lao đến dùng dao đâm vào người khiến anh Tuấn gục ngã tại chỗ. Nạn nhân Tuấn tử vong sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, riêng Nguyễn Văn Ninh sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Như đã đưa tin, vào ngày 29 tháng 6, trên địa bàn khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ án nghiêm trọng khi đối tượng Trần Văn Dương dùng hung khí chém ba người khiến hai người bị thương và một nạn nhân tử vong. Liên quan đến vụ án mạng nói trên, đại diện công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Văn Dương, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn là đối tượng gây ra vụ trọng án làm 3 người thương vong. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, Trần Văn Dương nghi ngờ vợ mình là chị GTH có quan hệ bất chính với anh NPD sinh năm 1985 và NVH sinh năm 1985 cùng trú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Vào sáng ngày 29 tháng 6, khi phát hiện vợ cho một nhà nghỉ ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Dương đã mang theo khung khí đến địa điểm trên. Quá trình gặp chị Hát, Dương đã đánh, gây thương tích cho vợ. Sau đó, đối tượng mang theo không khí tìm gặp bố mẹ của anh NPD là ông NTP và bà PTK, cùng sinh năm 1961, trú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh khi gặp bố mẹ anh đê đối tượng trần văn dương đã dùng hung khí mang theo bất ngờ sát hại khiến bà ptk tử vong tại nhà còn ông ntp bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó đối tượng tiếp tục tìm tới nhà anh nvh chém gây thương tích cho nạn nhân gây án xong dương bỏ chạy đến khu dân cư sơn khê cùng phường thái thịnh thì bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện bắt giữ và thu giữ phương tiện gây án nhận được tin báo cơ quan chức năng thị xã kinh môn và đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hải dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc tiến hành công tác khám nghiệm lấy lời khai của những người liên quan sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh hải dương tiếp tục điều tra làm rõ Chiều 29 tháng 6 trên địa bàn phường Thái Thịnh, thị xã Kim Môn, tỉnh Hải Dương vừa xảy ra án mạng, hậu quả một người tử vong, hai người bị thương nặng. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 6, một người đàn ông tên D, sinh năm 1985, cầm dao đến nhà ông bà P ở khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Trong nhà chỉ có hai ông bà P, đối tượng D đã lao vào chém nhiều nhát vào người ông bà P. Do vết thương nặng, vợ ông P tử vong tại chỗ, còn ông P bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Cũng theo thông tin từ người dân sống gần khu vực xảy ra vụ án cho biết, đối tượng D ra tay rất tàn độc, trước khi đến chém vợ chồng ông bà P, đối tượng này còn chém một người đàn ông khác cùng ở phường Thái Thịnh và một người ở phường Minh Hòa, thị xã Kinh Môn bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng D và đang tiếp tục điều tra làm rõ được biết, nghi phạm D làm nghề lái máy xúc ở địa phương đã có vợ. Trưa ngày 27 tháng 6, một lãnh đạo công an huyện Quốc Oai Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn liên quan đến nghi phạm. Trần Khánh Hà sinh năm 1983 theo lãnh đạo công an huyện Quốc Oai, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn giữa nghi phạm với bố và anh trai đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, chẳng hạn nghi phạm Hà mua xe đạp cho con mình thì bị bố nói xe cũ còn đi được, mua mới làm gì dẫn đến mắng chửi nhau. Lãnh đạo công an huyện Quốc Oai nhấn mạnh án mạng xảy ra không phải do tranh chấp đất đai chỉ là do mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống hàng ngày giữa bố con, anh em với nhau. Trước đó vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 25 tháng 6 Trần Khánh Hà dùng dao quắm chém thương tích bố đẻ là Trần Huy Lờ, sinh năm 1953, và anh trai là Trần Mạnh Hát, sinh năm 1978, hậu quả ông Lờ và anh Hát bị thương nặng. Phải đi cấp cứu nhưng ông Lờ đã tử vong. Sau khi chém bố và anh trai nghi phạm Hà Cố thủ trong nhà công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng qua xét nghiệm nhanh, nghi phạm Hà âm tính với ma túy.